Nhưng mà anh bảo chơi cái này không tốt đâu em ạ, bỏ đi mà làm. Quá nhân tuần em đổi điện thoại 3-4 lần. Tuần đổi 3-4 lần. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Có 13 Pro Max này em mới mua được, còn một tháng anh xem anh thu lại cho em bao nhiêu. Sao vừa mới mua được gần tháng mà đã bán rồi anh em? Ui, sao vừa mới mua đã xanh màn này em? Hôm qua đang đến trận cao trào nhất thì em tự nhiên bị xanh màn như này. Bực mình quá anh ạ. Là đang con ba game à? Không anh ạ, lớn rồi em đi chơi cho ấy nữa. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Thế em muốn bán lại con này để lên đời mấy gì nhỉ? Lên đời 14 Pro anh ạ. 14 Pro á, nhưng mà con này bị xanh màn thì anh nghĩ là không đủ để lên được 14 Pro đâu, em phải bù thêm đấy. Đây ạ, hơn 12 củ, hôm qua em cóc nhỏ toàn đi live phải dùng 16 Pro Max. Cóc nhỏ là cái gì em? Cóc nhỏ là cái gì hả anh em? Nani? Em bảo số này 12 triệu à? Đúng rồi anh ạ. Để anh đếm lại đã nhé. Nhiều người mơ ước thành đại gia. Đấy nha, 14 Pro của em đây nhá. Vâng. Em kiểm tra đi. Thế xe máy một hồi rồi có ok không em? Ok ạ, chốt với em. Nhưng mà anh bảo chơi cái này không tốt đâu em ạ, bỏ đi mà làm. Có những tuần em đổi điện thoại 3-4 lần. Tuần đổi 3-4 lần. Vâng. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Anh gửi em hóa đơn về phía bà Hành nhá. Tặng em một voucher 100k này. Anh gửi em. Đây là ốp nhá, bộ sạc nhanh này. Vâng. Tai nghe. Đây anh gửi nhá. Nhưng mà anh bảo thật, bỏ đi em ạ. Vâng, bỏ mồm anh ạ. Thật là vãi chưởng.